ăn chay niệm Phật cho thật sự giàu. Ta bắt các con tu không phải cạo đầu đâu, cũng không phải các con đi núi ẩn danh để tu đâu. Nghĩa là trần này nghiệp các con rất nặng, nên con chỉ ở đây thôi, gia đình con tu tại gia, ăn chay niệm Phật, đi đứng nằm ngồi các con niệm Phật đi, niệm cho thật tâm vào. Ta nói vậy tất cả các con có hiểu không? Làm theo không sai đâu. Ta cũng nói lại, thật sự ta rất đau, những đứa con ta xa kia nó cũng được đức được phước rồi, nhưng nó lại ỷ vào cái đức cái phước kia. Nó đi đã quá đà rồi. Nó đi đã quá đà rồi. Nó dụ dắt người ta nó đi quá đà rồi. Chứ không phải là không có đâu. Nó rất nhiều. Nhưng đi đã quá đà. Các con ca hát để làm gì? Dùng tiếng thiên để làm gì? Các con là người gì lại dùng tiếng thiên? Tiếng thiên kia là để mị dân thôi. Các con hãy dìu dắt nhau. Bằng tiếng của chúng ta dài như thế này, các con chỉ dẫn nhau tu, niệm Phật, ăn chay, làm phước bố thí, chứ không phải ca hát nhảy múa như thế đâu. Còn các con có căn, các con hãy đi tìm thầy nào thật là hiền đức, vẹn toàn. Người ta cấp sắc lệnh cho các con, người ta mở căn cho các con, người ta cấp sắc lệnh cho các con. Chứ không phải các con tự kéo nhau đi lên núi, lên chùa như thế mà giải căn, mở căn đâu. Không phải. Dạ, vậy là phải tìm. Vâng, và đây là con đường chúng ta đi lên một dốc núi đó vị. Phía hai bên đường đi lên thì có những tảng đá rất là to. Và bên trên này chắc cũng có một cái ngôi thờ mẫu ở trên này vị ơi. Và đây, xung quanh đây một cái khung cảnh ở trên núi buổi sáng rất là mát mẻ nha. Và không biết là hôm nay chị muốn gặp Tiến Dũng có một cái chuyện gì quan trọng lắm. Mà hôm gài là chị đã điện cho Tiến Dũng hơn một tháng nay rồi. Công việc lu bu cho nên là chưa đến đây gặp chị. Dạ. Đây. Xung quanh đây là toàn là những tảng đá lớn nha vị. Đó. Dạ, chào chị nha. Rồi. Dạ, xin chào. Dạ, vậy hả? Cứu mạng luôn hả? Nếu mà không gặp được tôi là bộ chết hay sao mà dữ vậy? Hả? Đây nè, cho chị gắn coi, gắn mít coi. Rồi chuyện gì đổ máu nè Quỳnh ơi. Chuyện gì mà quan trọng mà điện cả tháng nay mà bữa nay mới đủ duyên gặp chị. Nay xin nói thiệt với Quỳnh nha, là mẹ là điện cho muội là kêu Quỳnh phải đến quay để phát lên để dạy con của mẹ từ xa. À vậy hả? Rồi không làm nhiệm vụ thì cứ bị phạt hoài luôn này. Dạ, vậy trước khi mình nói thì cho Tiến Dũng xin được lễ lễ mẹ đi. Kính mẹ duy trì thánh mẫu nha. Và hôm nay Tiến Dũng hồi đủ duyên lành đến viếng nơi miếu của mẹ và được một người chị cũng mới biết là lần đầu tiên để có những cái lời thật sự là mẹ điển tâm linh Quỳnh đấy để mà cho chị chia sẻ ha. Và Nam Mô Diêu Trì Thánh Mẫu, Nam Mô Đức Diêu Trì Thánh Mẫu, và Đức Mẹ Diêu Trì Thánh Mẫu. Và chị có thể giới thiệu tên mình hả chị ha? Mình tên Nguyễn Kim Quy. Và mình 42 tuổi rồi. Ừ. Thật sự là mình nói thiệt là những điều này mình không bao giờ muốn đến đây để mà lên mạng để mà cầu danh cầu lợi hay là cái gì tất cả. Đây là bằng sự thật, bằng tấm lòng. Rồi mẹ điển là kêu Huynh đến đây quay, rồi những gì mẹ nói dạy con của mẹ nơi xa thì chút nữa mẹ về mẹ sẽ nói, chứ thật sự bây giờ thì muội chưa biết gì để nói hết nha. Dạ, nhưng mà sao có nhiều kênh YouTube quay về tâm linh mà sao không điện thoại mà điện cho Tiến Dũng? Không. Coi nhiều lắm, nhiều lắm, biết đủ thứ các YouTube luôn, nhưng mẹ không cho điện, không cho ai biết hết. Gì hả? Lại điện về cho muội là nói là kêu Tấn Dũng quay. Dạ, vậy ha. Thì làm theo nhiệm vụ của mẹ nè. Hơn một tháng nay rồi, không phải mới đây đâu. Dạ, dạ. Nhưng mà không,
không dám liên lạc. Yeah. Rồi cũng định là bỏ qua luôn, rồi thật sự ra là mà nói thì bỏ không được. Mẹ phạt quá trời. Phạt quá ha. À, không dám nghĩ luôn. Hành xác chị như thế nào chị ha? Không ngủ được gì hết á. Nhưng mà quý vị đừng thấy là môi mập gì mà nói là hành không ngủ được mà sao không ốm nha. Thật sự tâm linh hành là không bao giờ mắc sức đâu. Yeah. Chỉ hành là cho biết vậy thôi chứ không bao giờ mắc sức. Không phải như mình bệnh mà để ốm đâu. Dạ, yeah, vậy ha. Dạ. Yeah. Cái đó cho là nên là nguyên nhân vì sao mà chị là cắt cái tay như thế này là gì không? Là chị thật sự mà nói là đi lên chợ ngồi bán á, gớt cái kéo xuống đất gì nè, rồi mới khòm cái đầu mình khòm xuống cái tay vừa thò lụm gì là trong đầu nói nè đứt tay mày. Thật sự không tin luôn, mình lụm mình rửa thôi làm sao mà đứt tay. À. Trong khi đó mình biết luôn, mình cẩn thận lắm luôn. Nhưng mà không ngờ là rửa cây kéo rồi là cái tay đưa vô mũi kéo mà cái ngón này nè. Kẹp cây kéo vô như thế này mà nhấp nè. À. Mới ngày hôm qua thôi nè. Vậy ha. Là thấy cái mỡ dặn tươi trong. Dạ, vậy ha. Cái đó là nói thật sự nha, chứ chia sẻ với quý vị là không bao giờ nói dối ha. Ok chị ha, bây nên giờ mình sợ lắm, bây giờ phải là Tấn Dũng quay hôm nay nói thật là cũng như là đã cứu mạng đã được, là lệnh mẹ kêu là đã được. Làm y như mẹ không phạt nữa. Dạ, dạ, vậy hả chị ha. Thì em cũng hy vọng là hôm nay chị em mình cái cuộc hội ngộ cho chị cởi mở hết những cái tâm tư nguyện vọng gì mà chị muốn gặp Tấn Dũng. Cũng như là chị nhận được cái phần điển thiên gì đó. Điển gì trên mẹ, thì chị có việc nói để cho bà con mình cùng nhau để mà tiến tu ha, tiến hành. Để sau này có thể là mình có thể diện kiến những cái đấng bề trên chị ha. Dạ. À, đây là các cô mong chú. Mong quý vị thông cảm nha, không phải là mình muốn lên đây để phát lên để mình nổi tiếng hay là gì đâu, thật sự bằng tấm lòng. Mình không dám, không muốn gì tất cả. Nhưng mình không hiểu sao là mình chỉ cố gắng mình tu thôi, mình tu thật tâm. Nhưng mà không hiểu sao là mình đã đi nhận ấn lệnh này, lá sắc của củ quyền mình thôi. À, có nhưng mà rồi mình không hiểu chuyện gì tới, tự nhiên là sao mẹ lại đến đây là tình cờ nè. Nghe người ta nói là chỗ này linh thiêng mẹ về. Không tin đâu, thật sự không tin. Chỉ biết đi làm kiếm tiền rồi về ở nhà đó không tin. Nhưng mà đi khi tình cờ đến đây, lên đây dâng hương với mẹ. Nghe người ta nói là mẹ có ngự nơi đây tin. Rồi mới thắp ba cái nhang như thế này nè, nguyện. Nếu mẹ thật sự có ngự ở đây, mẹ cho ba ngọn nhang này tha sáng lên, nhưng đừng có cho trên cái nhang này. Rồi bắt đầu là ba ngọn nhang cắm lên thì không có cho mà vẫn sáng hoài như là bắt đầu tin vào. Rồi về nhà. Về nhà thì tự nhiên khoảng 8 giờ tối vậy tự nhiên khóc khóc lại than là các con của ta không biết tu không này nọ đủ thứ hết. Tự nhiên người xưng mẹ là thật sự mình chẳng biết gì luôn. Cái này là ngẫu nhiên thôi. Là điển bề trên cho thôi chứ mình không biết gì hết. Mình cũng chỉ là dân thường như quý vị thôi. Cũng ăn cơm, cũng lao động để kiếm đồng ngân để mình xài thôi. Chứ mình chẳng có gì, mình chẳng có phép màu gì cả nha. Mong quý vị cộng đồng nếu có xem được hãy thông cảm cho mình. Thật sự mình không muốn lên đây để mình ra quay hay là mình nói một cái gì đó để cho nổi. Không phải đâu. Đây là điển linh của mẹ. Mẹ điển mình, bắt mình đến đây. Và thật sự ra mẹ đã có về được cho mình. Mẹ về luôn nha, chứ không phải là chỉ điển thôi đâu. Mẹ về trên phần đầu mình này. Mẹ về, mẹ vô người mình, mẹ mượn thân xác mình để nói. Mong quý vị thông cảm nha. Mình về xin mình trình lễ nè, trình lễ mẹ rồi. Mẹ về đi, rồi mẹ dạy những gì con của mẹ nơi xa thì mẹ nói gì mẹ cứ nói. Chứ thật sự mình bây giờ thì cũng như quý vị thôi. Coi như là mẹ tá khẩu chị để nói thôi chứ không phải là chị nói ha. Chứ mình có biết gì đâu. Mình cũng như quý vị cũng vẫn ăn cơm hay rau vậy thôi. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Hôm nay là ngày mùng 8, ngày mùng 5 tháng 8 năm 2022. Con Nguyễn Kim Quy 42 tuổi xin đến đây trình lễ với mẹ và mẹ đã điển con kêu gọi anh Dũng quay. Nay con đã làm được như lời mẹ điển thì con đã gọi được anh Dũng đến đây quay cho con. Nếu mẹ muốn dạy các phần căn các con của mẹ từ nơi xa, mẹ nói gì? Con thành tâm cung thỉnh mẹ. Về. Mẹ nói gì mẹ nói, con chẳng biết gì đâu mẹ ơi. Mong mẹ tha lỗi cho con, thời gian qua con không làm nhiệm vụ. Mẹ đừng phạt con nữa. Lần thứ hai con cũng thành tâm cung thỉnh mẹ. Hôm nay là 5 tháng 8 năm 2022. Mẹ về, mẹ dạy những cái con của mẹ nơi xa. Mẹ nói gì? Mẹ muốn nhắn nhủ điều chi? Mẹ nói.
con xin cung thỉnh mẹ diệu trì thánh mẫu, con xin cung thỉnh mẹ diệu trì thánh mẫu, con xin cung thỉnh mẹ diệu trì thánh mẫu. Xin mẹ tha lỗi cho con, thời gian qua con không làm nhiệm vụ, xin mẹ đừng phạt con. Con xin cung thỉnh mẹ. Đến đây ta rất mừng. Hai đứa con kia sao không lên đây? Lên đi. Việc gì các con phải né như thế? Vào đây. Các con đã đủ duyên đến đây gặp ta. Các con nghe nha. Ta mượn thân xác này, ta mượn khẩu này, ta mượn lời nói này, ta muốn gửi đến tất cả các con ta nơi phương xa kia, rất xa. Các con ta còn rất xa. Không phải chỉ có các con bấy nhiêu đi thôi đâu, muôn vạn đứa kia. Nhưng không hề biết, không hề biết mẹ như thế nào. Thật sự nơi đây, mẹ có ngự tới nơi đây. Thật sự mẹ có ngự nơi đây nha. Các con đừng hiểu lầm, đừng nói rằng xác này nó giả tạo, không phải đâu. Nó rất hiền, nó rất chân thành. Tâm nó thật hơn tất cả các con ngồi nơi đây và những đứa xa kia. Vì sao ta phải điển cho con bé xác này, kêu Tấn Dũng quay này? Ta nói về Tấn Dũng trước này. Dạ, Nam Mô. Con có tâm, con có tâm về Phật, con hướng Phật, nghĩa là con có duyên. Con cũng là một đứa con truyền kiếp của ta, chứ không phải là không cội nguồn, không gốc đâu. Tên con là Thanh Hùng, không phải Dũng đâu, Thanh Hùng. Yeah. Từ tiền kiếp kia, nếu con biết thầy nào hay rất nhiều, nếu con biết, con sẽ tầm ra thử xem có đúng hay không. Còn hôm nay, ta muốn nhắn nhủ đến tất cả các con xa của ta, những đứa có phần căn này, các con lên nhảy nhót ca hát để làm gì? Không phải các con nhảy nhót ca hát như thế mà các con được đâu, không phải đâu. Các con các phần căn linh có nha, chứ không phải không có. Nhưng các con làm quá lố rồi. Nhảy múa để làm gì? Ca hát để làm gì? Trong khi đó các con không tu, tâm các con không tỉnh. Các con đi đông người, rủ rê nhau đi như thế, đi làm gì? Ăn chay niệm Phật, tu tại gia. Gia của các con, nghiệp trần của các con rất đông. Vợ chồng con cái các con đã tạo ra, nghĩa là nghiệp trần các con quá nhiều. Ta không bắt các con tu, đi vào chùa hay đi vào núi. Các con ẩn nu tu đi làm gì? Tu tại gia đi, ăn chay niệm Phật này. Đồ yeah. Các con phải sửa này. Tấn yeah. Dũng này, không, ta không ghi Tấn Dũng đâu, Hùng. Con phải sửa đồ con này. Tất cả các con đây, những đứa nó đến đây nhiều, nó đã biết rồi, nó sửa rồi. Chỉ có các con mê đến đây chưa biết, chưa sửa thôi. Cái quần của con đang mặc phạm vào 10 phương Phật, chữ thập vạn đấy. Con hãy về xem đi. Ta nói cho tất cả các phần căn, tất cả các con ta đủ phần căn, đủ duyên, nghĩa là các con đã bớt tội rồi, được căn hành, được ông bà chuyển chuyện. Nhưng có đứa làm rất lố, ta nói các con nghe không, có đứa làm rất lố. Mua hát nhảy để làm gì? Thơ pháp để làm gì? Các con là người gì? Ta hỏi các con người gì? Các con người gì mà các con lại dùng tiếng thiên? Tiếng thiên hay bỏ đi, đừng dùng tiếng thiên. Dạ, vậy là dùng tiếng Việt hả? Hãy nói tiếng Việt và hãy niệm 6 chữ Di Đà. Thời mạng này, ta nói cho các con biết này, 6 chữ Di Đà là quan trọng nhất. Đến khi các con hội hiệp vào, 6 chữ Di Đà này sẽ tỏa ra ánh hào quang,
không ai đụng được vào các con. Ta nói các con có hiểu không? Dạ. Yeah. Ta mong cậu, ta thật sự mong cậu. Những đứa con xa kia, từ nơi rất xa, các con nghiệp rất nặng, thì không thể, mẹ không thể điện cho các con được, mẹ cũng không thể cho các con trong chim bao được. Trừ ra những phần căn nào, những đứa nào nghiệp nhẹ rồi, mới cho các con được chim bao để làm theo. Còn những đứa nặng kia, các con hãy thầm tanh, chuyển hướng đi, bỏ đi, đừng dùng tiên thiên. Các con đừng tụ tập đi phải đàn như thế, mua hát để làm gì? Ta hỏi thật các con, tâm các con có tịnh không? Các con ca múa như thế, tâm các con có tịnh không? Không tịnh, chỉ ca múa thôi, không tịnh. Đừng nói xác này, nó nghèo, nó rất trong sạch, nó làm ta hài lòng, tâm nó rất tốt đẹp, nên ta được mượn xác nó như thế này. Ta cũng xin nói lên tất cả các phần căn kia, các con cũng có căn duyên đi hành lễ khắp nơi. Rồi cũng có đứa bảo rằng chỉ có mẹ điển về thôi, không bao giờ mượn được xác ai. Sai rồi, vì tâm các con chưa thành, ta không mượn được xác các con. Nếu tâm các con thành, ta mượn được. Ta nói cho Tướng Dũng nghe này, ta mượn được 5 đứa thôi, không nhiều đâu nha. Yeah. Con nhớ kỹ rằng còn những thứ khác, lát nữa xác này nó sẽ nói với con, đó là bí mật. Nếu lên như thế này mà chỉ ra hết thì những căn giả kia, những tà ma kia, nó sẽ làm theo. Nó làm theo rồi các con mờ mắt hết, rồi các con không biết ai đúng ai sai. Ta nói gì con hiểu không? Dạ. Yeah. Không phải chuyện đùa đâu. Năm châu bốn biển này, hoàn cầu vũ trụ này, từ trong nước đến ngoài nước, nước nào cũng là trong hoàn cầu vũ trụ của mẹ thôi, không xa đâu. Ta phiên các con, những đứa đi quá đà, nhớ nha, những đứa đi quá đà, phải bỏ đi, đừng làm thế nữa, đừng làm mỹ dân nữa, đừng làm cho người ta u mê nữa, mà hãy quay về thực tế. Các con ăn chay niệm Phật này, các con sửa đồ này, các con bố thí này, mỗi một đứa là hai sổ nha, một sổ phước, một sổ tội này. Các con làm phước thì ghi vào, các thằng sẽ ghi vào sổ phước, trừ lại một tội. Những nơi con xa kia, nếu các con đã quá đà, ta thật sự mong các con hãy quay trở về, quay trở về bờ chánh giác. Tâm của các con, lòng của các con phải thật sự giàu, ăn chay niệm Phật cho thật sự giàu. Ta bắt các con tu không phải cạo đầu đâu, cũng không phải các con đi núi ẩn danh để tu đâu. Nghĩa là rằng này, nghiệp các con rất nặng, nên con chỉ ở đây thôi, gia đình con tu tại gia, ăn chay niệm Phật, đi đứng nằm ngồi các con niệm Phật đi, niệm cho thật tâm vào. Ta nói vậy tất cả các con có hiểu không? Yeah. Làm theo, không sai đâu. Ta cũng nói lại, thật sự ta rất đau. Những đứa con ta xa kia, nó cũng được đức được phước rồi, nhưng nó lại ỷ vào cái đức cái phước kia. Nó đi đã quá đà rồi. Yeah. Nó đi đã quá đà rồi. Nó dụ dắt người ta, nó đi quá đà rồi. Chứ không phải là không có đâu. Nó rất nhiều. Nhưng đi đâu quá đà. Các con ca hát để làm gì? Dùng tiếng thiên để làm gì? Các con là người gì lại dùng tiếng thiên? Tiếng thiên kia là để mỹ dân thôi. Các con hãy dìu dắt nhau. Bằng tiếng của chúng ta dài như thế này, các con chỉ dẫn nhau tu, niệm Phật, ăn chay, làm phước bố thí, chứ không phải ca hát nhảy múa như thế đâu. Yeah. Còn các con có căn, các con hãy đến tìm thầy nào thật là hiền đức, vẹn toàn. Người ta cấp sắc lệnh cho các con, người ta mở căn cho các con, người ta cấp sắc lệnh cho các con. Chứ không phải các con tự kéo nhau đi lên núi, lên chùa như thế mà giải căn, mở căn đâu. Không phải. Dạ, yeah, vậy là phải tìm một thầy nào hiền đức mới mở được. Đúng.
Chứ không có cần phải lên trên điện này điện kia hả? Đúng, Không. con nói đúng. Có thể giải tại nhà được luôn ha. Con chỉ đến nhà của những người làm thầy chánh đáng kia. Người ta đến nhà con cũng được, hay con tầm đến gia của người ta cũng được. Nhờ người ta cầu. Nếu thật sự các con có căn, ông bà tổ tiên về cho các con, thì người ta cầu về, các con về trực tiếp vào người các con này, nói chuyện rồi xin ai, cần ăn gì, ta chu cấp cho các con. Chứ không phải các con dẫn nhau đi lên núi ca hát như thế, lại nói tiếng thiên như thế mà gọi là mở căn. Không, không phải đâu. Con quay nhiều clip, những người kia có tà có chánh, chứ không chánh hết, cũng không tà hết. Nhớ nha, có tà có chánh. Gì?